Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Mấy ngày hôm nay thì cũng đã để anh em đợi rất là lâu rồi đúng không? Tại vì là mình có việc bận anh em mà 2-3 ngày hôm nay thì không có vào game được luôn. Thực sự mình cũng rất là sốt ruột để mà vào leo rank rồi còn ra clip mới cho anh em xem. Tuy nhiên thì mình lại bận quá anh em ơi. Nói chung thì ai rồi cũng phải lo cái miếng cơm manh áo mà đúng không? Đâu phải lúc nào cũng chơi game được. Nhưng mà ngày hôm qua thì mình cũng đã rảnh trở lại và vào game đánh. Cho tới hôm nay thì cũng đã có những cái trận đấu khá là hay để cho anh em xem rồi. Và bây giờ thì mình bắt đầu mình ngồi edit nè anh em. Đó, mà ở clip trước mình lên được sao bao nhiêu rồi nhờ? Hình như là 118 sao thì phải. Chiến tướng 118 sao. À không, đúng hơn thì phải là chiến thần 118 sao chứ đúng không anh em? Vậy còn đến với tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nâng số sao của mình lên là bao nhiêu sao nữa, hay là mình lại hạ sao xuống thì mời anh em cùng đón xem nha. Và bây giờ để không làm mất thêm một phút một giây nào của anh em nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào video nào anh em ơi. Let's go. Ok, và đến với trận đấu đầu tiên này thì mình sẽ chơi cho mình con bài Chalot nha. Trận này thì mình bích Chalot đầu luôn anh em à. Rốt cuộc thì top bên phía bên tay mạng bích Triệu Vân để mà khắc chế. Và anh em hãy cùng đón xem là mình sẽ xử lý kèo đấu này như thế nào khi mà cầm kèo dưới nha anh em ơi. Bắt đầu vào trận đấu á, thì trước khi mà Triệu Vân lên cho mình cấp độ 4 và có cái ulti thì Chalot vẫn sẽ nhỉnh hơn nha anh em ơi. Nên là giai đoạn này chúng ta cứ thoải mái mà đi lên luôn. Quả thì đang có oi ở gần đây nữa nên là mình binh tiến công, mình muốn băng trụ và hạ gục Triệu Vân trong tình huống này. Thậm chí là Triệu Vân đã mất đi cái tốc biến rồi và anh ta cũng không có một cái lướt nào để chạy đi. Oi chỉ cần lao vào là có ngay một cái chiến công đầu. Và sau khi đã đại lính xong thì mình di chuyển ra cái bụi mít này để mình núp. Tuy nhiên tu lên có vẻ như biết được điều đó rồi. Đang có đô la ở trong bụi này, một pha đóng băng. Ôi, pha đóng băng trúng rồi này, nhìn là biết trúng rồi. Anh em then ủi về nữa. Và sau đó vẫn chưa đủ đam hạ gục được Dolia, bảy tóc miếng chạy đi. Tuy nhiên thì mình vẫn bám theo và thành công có được cái mạng của Dolia rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục về lên và farm nốt tơ lính để mình lên level 4. Mình sẽ di chuyển lên trên đường rồng hỗ trợ team nha. Và tầm này thì mình cũng đã farm xong tên lính rồi, quyết định lên trên đường rồng này hỗ trợ tem ăn rồng. Một pha Kera lao thẳng vào và bạn ấy cướp con rồng như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ôi cướp rất là dễ luôn, mình cố gắng mình dí theo. Tuy nhiên thì nó là quá khó rồi anh em à. Và bây giờ thì đang có Stuart cùng với cả Dolia kẹt lại ở đây. Mình sẽ có một pha bọc đầu nha. Stuart tốc biến qua bên phía bên kia tường rồi, vẫn còn đó là Dolia. Dolia hết tốc biến này mình có thông tin, cho nên là mình tự tin đánh luôn. Kể cả là Stuart hết tất cả những cái gì mà Stuart có rồi, ulti tốc biến chiêu 2 thì mình chỉ cần lao vào và có ngay cho mình một cái double kill mà thôi. Và tầm này thì cũng là lúc mà mình solo sẽ không có lại Triệu Vân nữa anh em à. Tuy nhiên thì hiện tại mình đang có lợi thế về lượng tiền cũng như là lượng kinh nghiệm, tức là cấp độ anh em, cho nên thì mình không biết là có thể đánh lại Triệu Vân hay là không. Nhưng mà cứ thường thường nếu mà cả hai ngang nhau về mặt lượng tiền cùng với cả kinh nghiệm thì Stuart này sẽ không đánh lại Triệu Vân đâu anh em, khi mà Triệu Vân có cấp độ 4 trở đi. Không biết thì thôi, bây giờ mình sẽ không solo với Triệu Vân làm gì cả. Mình sẽ di chuyển lên trên đường rồng này để hỗ trợ team tiếp nha anh em ơi. Đây có một pha ép rồng rồi, băng thẳng vào đánh vào Stuart. Tuy nhiên Stuart có chiêu 2 anh em. Mình sẽ quay qua mình đánh vào Tulen cùng với cả Dolia, thành công hạ gục Tulen rồi. Dolia cũng phải nằm xuống. Và phần còn lại Stuart thì cứ để cho team mình lo lắng nha anh em ơi. Máu của mình đang rất là yếu rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải biến về hồi máu mà thôi. Biến về hồi máu xong thì lại một lần nữa mình ra cái bụi mít này mình núp anh em à. Nói chung thì từ đầu game tới giờ mình cũng đã lấy lợi thế về cho team rất là nhiều rồi. Thay vì là solo với một cái chất tướng kèo trên mình. Ui, vừa mới nói luôn Triệu Vân đã xuất hiện ở đây. Và có vẻ như thì mình vẫn đánh không lại Triệu Vân được anh em à, rất là khó luôn. Thôi vì chúng ta sẽ rút lui thôi nha. Có Kera combo vào mình, tuy nhiên mình né được rồi. Aoi đu thẳng vào, bảy long diệt trở ra. Và pha này thì Kera combo vào Aoi anh em à. Bất ngờ khi mà mình lao chiêu 2 vào ấy thì kiểu Kera đánh trâu trúng bò mới đâu chứ. Rõ ràng là Kera nhảy vào Aoi, tuy nhiên thì khi mà Aoi long diệt đu trở ra thì những cái combo của Kera này trúng vào mình và một phát là mình lên dĩa liền luôn. Ấy tại vì bây giờ mình vẫn chưa có giáp phép với anh em nên chưa có chịu được. Con Chalot này thì để mà nói thì cũng khá là sợ con Kera nha anh em ơi. Kera là một chất tướng có thể khắc chế được Chalot đấy. Bây giờ thì mình vẫn đánh kỹ một xíu thôi, tại vì bên phía bên tay bạn toàn là những cái bị tướng khắc chế mình không à. Nào là Tulen, Triệu Vân, kể cả là Kera nữa. Con Tulen thì anh cũng biết rồi, khi mà mình lao vào mình đánh thường nội thể, Tulen có thể sử dụng chiêu 2 để mẻ đi rất là đơn giản đúng không? Đang có Kera thì mình chặn Kera lại, không cho Kera một là có một pha bọc đầu tay mình ấy anh em ơi. Liên tục là dí luôn. Ủa nhưng mà pha này phải chạy thôi. Rất đau rồi, Kera combo mình thực sự rất là đau luôn. Pha này muốn combat cũng rất là ngộp để có thể combat được. Mình thì chỉ mới có một cái mảnh nhỏ của Huân Dương Choi mà thôi. Mình sẽ cần phải lên cái Huân Dương Choi này thật là sớm ấy anh em, để có thể chống đỡ được với Tulen, Dolia, kể cả là Kera. Tình huống tiếp theo này thì bây giờ có vẻ như tên bạn đang muốn ăn đi cái con tà thần cây sao bóng tối này. Mình lao vào mình ulti tốc biến muốn nhắm thẳng vào vị trí của đó là Tulen. Tuy nhiên Tulen tốc biến chạy đi rồi. Mình hạ gục thành công Triệu Vân, sau đó mình rút lui thôi. Elsu là người đang bị kẹt lại, Elsu lên 7 điểm số rồi. Ui, và pha combat vừa rồi thì có vẻ như là tên mình bị lỗ hơn. Khi mà lên 7 điểm số một cặp AD support, tên bạn chỉ mất mỗi một mình Triệu Vân thôi. Và ngoài ra tay bạn còn ăn được con tà thần cây sao bóng tối nữa. Then tốc biến ủi về khá đẹp này, tuy nhiên rất là khó rồi. Quả này thì mình cố gắng mình chạy thôi anh em à. Cố gắng bảo toàn cái mạng của mình cho tới khi nào mà điêu thuyền cùng với cả oi hồi sinh ra.
khả năng là chúng ta sẽ phải mất một trụ đường lên siêu cấp mid này thôi. Như anh em thấy thì ở đầu game mình có rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chỉ với một vài pha lỗi thì tay mình cũng đã mất lợi thế rồi. Nên mà của anh băng càng lên này đánh thẳng vị trí của Tulane, nhưng mà anh em xem nó thấy không, đó là lý do tại sao mà con Tulane nó lại khắc chế con Chalot này, nó là như vậy anh em à. Rất là khó chịu luôn, mình không thể nào tiếp cận được con Tulane đó. Và để khắc chế được Tulane thì phải là những cái vị tướng mà có những chiêu thức, những cái bộ chiêu thức dồn đam vào cực kỳ nhanh, chẳng hạn như là ngộ không, có thêm cả Vera nữa. Thì Vera thì con Tulane đóng cái băng xương là tới toàn rồi anh em à. Đó, cho nên phải là con ngộ không ấy anh em. Ngộ không khắc chế Tulane rất là tốt luôn. Pha anh em tốc biến rồi mà đánh thẳng vị trí của đó Swat. Swat chạy đâu đây, không thể nào chạy được rồi anh em mà. Đánh liên tục đánh vào ulti hất tung Swat lên. Vẫn còn kẹt lại đó là Kera, chính là Dolia anh em à. Swat này nó chính thân câu kéo lâu thật sự ấy chứ. Không sao, cũng đã có Aoi lo lắng phơi câu lại rồi. Mình đang muốn bọc đầu vào Tulane anh em à. Tuy nhiên thì vừa mới đập mặt vào tường xong, quả này muốn dí Tulane nó cũng hơi khó một tí đấy. Rất khó để dí được Tulane này mà thôi. Tạm thời chúng ta lui về và chuẩn bị ăn cái con rồng ánh sáng này nha. Và sau khi đã ăn xong con rồng ánh sáng thì tay mình lại quay trở về cái thế đó ép tay bạn anh em mà. Tuy nhiên thì tầm này tay bạn dậu lính quá nhanh. Ui, con Tulane anh em xem thấy đâu không? Mặc dù là mình đã có cái hôn chương choi rồi đó mà nó ghi đam vào rồi vẫn rất là đau luôn. Ui, thành công hạ của Triệu Vân này. Triệu Vân vừa rồi là sử dụng ulti 2 lần đó anh em ơi. Kera nó yếu máu, Aoi làm được không đây? Cố lên Aoi ơi. Ui, còn cả băng xương nữa cơ à. Khó đấy nhờ. Thực sự là Kera tay bạn nó có quá nhiều đồ chơi trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng làm được một cái trụ mít này thôi, chứ không nào ép thêm được nữa, rất là khó anh em à. Còn tầm cái xa còn tầm 10 giây nữa là mất rồi. Và tay mình thì đang bị dính cái bùa hại rồng á anh em, cho nên không thể nào mà dồn được con tầm cái xa nhanh được. Và đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn khoảng tầm 36 giây nữa thôi là con tầm cái xa bạo chúa nó đã xuất hiện rồi. Mình thì đang muốn đánh luôn trong tình huống này anh em à. Để mà làm ra một cái tình huống đột biến, nếu mà thắng combat thì chúng ta có thể ăn luôn con thần cái sao bảo chú. Mình lao vào rồi mình câu được rất nhiều chiêu, mình câu được ulti Triệu Vân cùng với cả Stuart. Ôi ngoài ra thì Ten ủi về khá đẹp này, khi ủi được Tulane về nữa. Mình tái giao tranh lần thứ hai, mình được đao xanh lên, mình hạ gục thành công Triệu Vân rồi. Bây giờ Stuart, Kera cùng với cả Dola tay bạn đang cố gắng rút lui. Tay mình thành công với pha combat này, hạ gục được đi đó là Triệu Vân cùng với cả là Tulane. Bây giờ chúng ta sẽ cập biến với hồi máu và chuẩn bị ra ăn cái con thần cái sao bảo chú này nha anh em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ không cần bị biến về đâu, rút ngắn thời gian, tiết kiệm thời gian thì mình vẫn sẽ ở lại đây tăng cho Elsu ăn con tầng cái xe bảo chúa này nha. Dolia đang bắt đầu ra chết bụi rồi, thậm chí là bây giờ Dolia ra thì mình đánh luôn ấy, em ơi, không vấn đề gì cả. Bạn đang lên tương đối là cao để lấy sai này, lấy sai với chúng tôi này. Mình nghĩ là pha này nó đánh người trước đấy, mình rút lui cái này em ơi. Con Kera nó combo vào đâu quá, ok thành công có được con cái xe bảo chúa rồi. Mình đánh thương nội tại vào Kera, thành công hạ cùng với Kera trong tình huống này. Thêm ủi được Dolia về kia, phần còn lại thì mình nghĩ là nên để cho tay mình lo lắng đi. Bởi vì mình đang rất là yêu máu rồi, sẽ cần phải biến với hồi máu thôi anh em ơi. Và sau khi đã biến với hồi máu xong thì giờ mình cùng với cả team đã bắt đầu là ép team bạn rồi anh em mà. Pha này á thì mình định là vừa đánh Triệu Vân, vừa cố gắng là lấy được cái đường lên siêu cấp này. Tuy nhiên thì kiểu Triệu Vân nó khôn quá anh em mà, nó không đứng gần cái trụ ấy. Rốt cuộc thì mình phải đứng xa trụ một tí, mình không có vừa đánh trụ và đánh Triệu Vân được. Pha này bắt buộc là phải bán đồ rồi, mất cái đao xanh, bán cho mình là giáp hồi sinh, mất luôn cái giáp hồi sinh rồi, mình vẫn chưa đủ tiền lên liềm anh em mà. Ok, tầm này mới đủ tiền này, nhưng mà ở phía bên kia thì team mình đã bắt đầu đánh trụ rồi anh em. Mình thì vẫn đang yếu máu và thôi, đánh trụ là win rồi. Và trận đấu đầu tiên kết thúc ở đây cũng khá là căng thẳng, khi mà kéo tới tầm phút thứ 17-18 mới có thể win được cái trận đấu đầu tiên này. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nha anh em ơi. Trận đấu tiếp theo này thì mình sẽ chơi cho mình con bài Q, và Q trong trận này khá ngon, ngoại trừ là gặp cái thanh niên ít nít bên phía bên tay bạn ra thì mình hầu như là không ngán bất kỳ thành viên nào bên phía bên tay bạn cả, chỉ sợ mỗi ít nít thôi anh em à. Các bạn thì có ít nít nó có cái khả năng kháng hưởng khống chế rất là cao luôn, và ngoài ra thì thả diều được cực kỳ tốt nữa. Mà lại cũng trâu bò, đó thực sự là một vị tướng khắc chế quy khá là tốt. Mình thì trận này mình có thể bón hành được cho Aoi, thậm chí là Chalot cùng với cả Caffeine, bởi vì Caffeine tầm bắn khá là ngắn anh em. Thì mình ngán mỗi ít nít đó thôi. Quy thì có khả năng khắc chế Chalot khá là tốt nha anh em ơi. Phía dưới này thì đang có một pha solo kill giữa Liliana cùng với cả ít nít rồi. Một pha mình chỉ một tốc biến lên thế là có cái chiến công đầu dành cho mình rất là dễ dàng luôn anh em mà. Cực kỳ đơn giản mà nhẹ nhàng luôn ấy. Chiêu một tốc biến cái là có mạng liền. Và bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục về lane thôi. Đang có Aoi ở đây, chứng tỏ là Aoi ăn red trước. Đầu game nếu như mà mình có một pha solo quá cố gắng với lại là kiểu như là quá cố anh em với lại Chalot này thì chắc chắn mình sẽ bị Aoi gank. Nói chung thì meta này kiểu thường xuyên gank top lắm anh em, nên mình cũng phải cẩn thận một tí. Ôi thật sự là mình đã cẩn thận hết sức rồi mà đứng bên này mà còn bị Aoi nó đu qua nó gank mình ghê anh em ơi. Ui may quá né được cái dây đó. Pha đó mình mà trúng cái dây của Aoi là xác định lên dĩa rồi. Rất là may mình lại né được cái dây đó anh em à. Còn một con lính nữa thôi, mình lên cấp 4 này, cố gắng ăn xong con lính này anh em ơi. Ok, lên cấp 4 là nâng ulti, nhưng rất tiếc là mình không kịp đấm Aoi cùng với cả là Chalot vào tường anh em ơi. Có thể nói là rất là tiếc luôn. Phải chi mà pha này mình kịp ulti sớm thêm một tích tắc nữa thôi thì là quá đẹp luôn á anh em. Pha đó chắc chắn mình sẽ vừa hạ gục được Chalot cùng với cả Aoi luôn.
Và sau khi đã hồi sinh trở ra thì anh em xem đó, lại vừa thấy cái dây của Aoi rồi. Quả này thì Charlotte có vẻ như là kiểu đang có Aoi gần, anh em đánh hộ báo nên mình muốn tận cho Charlotte và dạy cho Charlotte một bài học trong cái pha này luôn. Đó, kiểu như là bài học là nên tự lượng sức mình anh em à. Ok, solo kill thành công với Charlotte rồi. Mạng thứ hai của mình ở trong trận đấu này. Và như anh em xem thì cả gọi là tỷ số của cả trận đang là 2-1 thì nó đều có mặt mình ở trong đó luôn. Và vừa nói thì ở phía dưới kia Aoi đã thành công có được cái mạng của Kred rồi. Và bây giờ thì Charlotte cũng đã mới vừa hồi sinh trở ra, bẫy đẩy khá là cao luôn. Có vẻ như là người chơi này rất là tự tin với con bài Charlotte của mình khi mà đang liên tục múa may quay cuồng mình ulti này. Nhưng mà Charlotte miệng không chế thành công rồi, úi xôi múa ghê phết anh em nhờ. Thanh niên này múa có thể nói là giật lên giật xuống liên tục, làm cho mình gọi là bị hoa mắt chóng mặt luôn. Mình thì vừa mới hết mana cho nên thì vào trong trụ ăn cái cục mana anh em à. Một con quy còn mana là một con quy sẽ còn đầy máu nha anh em. Chỉ cần cứ còn mana thôi. Ui, thanh niên Charlotte này biết mình mất ulti nên đánh khá là hộ báo. Tuy nhiên anh ta không biết được rằng là chỉ cần với chiêu 2 cùng với cả chiêu 1 của mình thôi thì có thể lấy được nửa cây máu của anh ta rồi. Ulti của mình còn 1 giây nữa thôi. Bây giờ đã hồi một pha timing chuẩn xác đến từ mình, đấm Charlotte vào trong tường và thế là thành công hạ gục về Charlotte, thậm chí lấy luôn cái trụ top này anh em ơi. Bây giờ Aoi với ít nít lên đây thì mình cần phải chạy nha anh em. Không, mình sẽ đẩy thêm tên nữa mình chạy, tại vì giờ Aoi cùng với cả ít nít vẫn lộ sai phía dưới kia khi mà Aoi đang muốn ăn cho mình con rồng và ít nít vẫn muốn đẩy lên mid. Giờ thì mình mới biến về nha anh em ơi. Biến về xong thì mình di chuyển ra cái bụi mít này và có vẻ như ít nít chưa biết được rằng là mình đang có trong bụi anh em à. Và một pha combo vào khống chế được ít nít thành công hạ gục anh ta rồi. Giờ thì chúng ta lại trở về cái lane thôi. Pha này có vẻ như là đang chuẩn bị xảy ra giao tranh ở mít anh em à. Ôi, mình chưa có ulti này, tiếc vậy. Còn 3 giây nữa mình mới có ulti anh em à. Mình lộ sai trong bụi rồi nên mình đi ra luôn một pha chưa một tóc biến ulti khá đẹp, tuy nhiên thì lại bị thêm nó pha đám mất anh em à. Nó làm pha ủi mình cover rất là tốt luôn. Nếu không thì đó phải là một pha ulti khá là siêu phẩm luôn ấy chứ. Và mang về gọi là tận tới 2-3 mạng điểm hạ gục cho tay mình. Và có khi mình còn sống nữa. Tuy nhiên thanh niên Ten bên tay bạn cover quá tốt. Và sau khi đã hồi sinh trở ra lại thì mình sẽ di chuyển xuống đường rồng này và mình đẩy lính nha anh em ơi. Trong những cái pha rảnh rỗi như thế này á, thì anh em nên đi farm để củng cố thêm một ít lượng vàng của mình. Đó, dầu làm gì đúng á ha. Có Caffeine cùng với cả Aoi đây, mình tự tin lao qua cân hai luôn anh em. Tuy nhiên thì Caffeine tốc biến qua phía bên kia tường né được cái chiêu ulti của mình rồi, mình hạ gục thành công Aoi. Tuy nhiên thì ở phía bên kia Caffeine vẫn cứ bắn free, mình không làm gì được thanh niên Caffeine cả, cay thật. Pha đó thì hơi thiếu may mắn một chút xíu anh em à. Phải chi mà mình hạ gục được Caffeine từ sớm thì nó lại là đẹp luôn. Và rồi không sao, quả bắt đầu thì một mình vẫn có thể là đổi được về hai mạng hạ gục, lời rồi, có lời. Và sau khi đã hồi sinh ra thêm một lần nữa này thì tay mình cũng đã ăn được con thằng cái xa bóng tối sau pha vừa nãy anh em à. Quả này mình chưa một tóc biết là mình ulti, tuy nhiên thì quả góc ulti này của mình gọi là nó hơi xấu một xíu, nếu ulti ngược về thì đẹp hơn anh em à. Tại vì mình cứ nghĩ là không đủ tầm để combo Aoi ấy, ai ngờ nó vẫn đủ, nên là phản xạ nó chưa có đủ nhanh. Không sao, quả vừa rồi thì cũng chỉ hạ gục được mình Aoi thôi, đẹp rồi anh em à. Tình huống tiếp theo này thì mình đang có một pha bọc đầu anh em. Nó định là đứng trong góc này bọc đầu, tuy nhiên thì khá là khó luôn, chỉ hạ gục được đúng một mình Aoi thôi. Và mình cũng đã hết chiêu rồi, biển thế nó khống chế liên tục, thực sự là trận này thế nó khó chịu lắm luôn á anh em. Thanh niên này cover cực kỳ là tốt luôn. Quả đó mình có cái tóc biến thì chắc đẹp hơn. Hơi tiếc là chỉ hạ gục đúng một mình Aoi xong rồi mình cũng đã hết chiêu rồi, không có né được cái combo của thanh niên anh em. Và hồi sinh trở ra thêm lần nữa này. Cái quả này mình đang định chưa một tóc biến là mình combo Caffeine tiên bấm hụt tóc biến anh em à, hụt luôn cái ulti rồi. Và Caffeine rất là tự tin lao lên bắn luôn, nhưng không biết rằng cái lượng đam của mình nó to đến cái mức nào anh em mà. Và kể cả Aoi kiểu nghĩ là mình hết ulti ấy, thế nên tự tin với chúng tôi này, hai đấm lên 7 điểm số liền. Hãy double kill ngay. Bây giờ thì chúng ta sẽ về ăn con tà thần Kesa thôi anh em ơi. Và khoảng tầm 2 phút sau đó thì bây giờ là con tà thần Kesa bảo chúa nó cũng đã xuất hiện rồi. Mới chả hiểu làm sao ông Hayate cùng với cả ông Lữ Bố ông lại chích lẻ anh em à. Giờ thì chỉ còn mình Lily cùng với cả Gareth thôi. Mình thì đang núp bụi pha này. Hằng gọi là mong muốn tạo ra một cái pha đột biến khi mà có thể là đấm được 2-3 thành viên đối phương thì nó lại đẹp luôn anh em. Đang đứng rất gần mình rồi, tuy nhiên pha này mình bị đi ít nít chết bụi anh em. Mình bị ít nít chết bụi lộ ra mất tiêu rồi. Cho nên thì mình không thể nào mà núp được nữa, bắt buộc lại phải ra combo thôi. Tuy nhiên thì combo ít nít thì không thể nào hạ gục thanh niên này bởi vì ít nít nó quá trâu. Tà thần bảo chúa ra tới nơi rồi mà hai ông cóc còn lỗi được nữa anh em mà. Đúng là chỉ một pha nhạy cảm thôi. Và bây giờ thì tay mình có thể đép được hay là không đây. Cố gắng đép lính từ từ thôi. Chờ mình ra anh em mà. Ôi từ từ nào anh em ơi, bình tĩnh. Mình đang đứng ở gọi là rất là gần tế đàn. Ôi lính kìa, dọn lính. Ông mít mình nghĩ pha này mít mình nên dọn lính ấy. Không nên quá tập trung vào việc đánh người, dọn lính là xong rồi. Ơ kìa, còn một con lính tiên. Khó nói thiệt sự luôn anh em à. Quả này chỉ cần dọn xong con lính là được rồi. Mà tay mình cứ gọi là đánh nhau ấy, cứ đánh người làm gì không biết. Thôi thì không sao anh em ơi, chúng ta làm lại trận mới đi chứ biết sao giờ, thua thì nó cũng đã thua rồi.
Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình đánh cho mình con bài Jaina này mà. Ở phía bên kia thì tay bạn có Tân Vlog, một top top cơ cũng như là Thắng K5 top top. Mấy ông này toàn thách đấu thôi, Vĩ Thạch đây này, toàn các bố thách đấu thế này. Thì mình thực sự là trận này đánh cũng khá là ngộp tay đó anh em ơi. Trận này thực sự là cần phải tập trung nha. Game đấu cũng nói chung là cũng khá căng đây. Ở dưới này đầu game á, thì khi mà mình ra farm lính nó không thấy Quy ở đâu cả, thì biết được rằng là Quy đang ở đây ăn cái con quái nhỏ rồi anh em à. Mình chưa một qua bên tường này, mình định cướp đi con quái nhưng có thêm cả ôi đây nằm tóc biến chạy đi. Nhầm là muốn cầu cứu Arthur cùng với cả UE anh em à. Tuy nhiên thì không thể nào cứu được mình trong pha này rồi. Và mình đã bị lên về điểm số, có ngay một chiến công đầu dành cho Aoi. UE chạy được hay là không đây, cố lên UE ơi, UE chạy được rồi. Ui không chạy được anh em à. Quá khó. Và tình huống tiếp theo sau đó nữa thì mình chỉ vừa mới hồi sinh ra mình lên len thôi lại bị gank nữa anh em à. Bị một pha Erin gank và cái mạng thứ hai mình đã phải nằm xuống trong cái trận đấu này rồi. Có vẻ như là trận này mình bị chăm sóc hơi bị đặc biệt một chút xíu. Và hồi sinh trở ra thì mình có một tình huống di chuyển lên len rồng để có thể hỗ trợ tay mang rồng anh em à, đang có Erin ở đây. Erin thì hình như là hết tốc biến rồi anh em ơi, cho nên mình quyết định mình combo thẳng vào vị trí của Erin luôn. Nhưng mà một pha Erin lắc né bên phía bên kia, né được cái cú tướng nguyệt trạm của mình, nhưng mà Arthur dí theo bộc phá anh ta thành công hạ cùng Erin rồi. Và đó mình khá là quyết đoán khi biết được rằng Erin hết tốc biến ấy, mình combo vào luôn. Tầm này mình rất yêu máu rồi, sẽ cần phải di chuyển cẩn thận nha. Không biết được là Quy bên phía bên tay bạn đang núp ở trong cái bụi nào đâu, nên phải hết sức cẩn thận thôi. Một pha bảy lao lên combo mình là mình đi liền ấy. Với lượng máu như thế này không thể chống đỡ được đâu. À Quy lỗ sai phía trên kia rồi. Pha này ở đây mình cố gắng tới mình cover Quy anh em mà rồi chạy à, chứ sao là cover cho UE anh em mà hạ gục Quy đấy. Nói hơi nhầm chút xíu. Ôi lại một lần nữa lao vào này, đặng tụ nguyệt trạm sẵn nhưng vậy là long diệt bên phía bên kia thì thôi bể lên bể rồi. Phá đây một phần là cái tụ nguyệt trạm của mình cũng để khép góc á anh em. Bể mà nhảy ra bên chỗ mình thì ăn cái tụ nguyệt trạm của mình, nhảy qua bên phía đó. Erin di chuyển khá là quả này Erin di chuyển tự tin vậy. Mình lập tức là mình quay lại mình combo liền, khiến cho Erin mất tốc biến anh em. Và sau khi đã biến với hồi máu xong thì mình di chuyển ra mid để có thể là đép lính cho UE trong tình huống này này. Đó, thì mình đang để lính bình thường này, bất ngờ là đang xuất hiện Quy ở đây, một pha đá tướng nguyệt trảm này. Quy tầm này đang khá là khỏe luôn anh em à. Hất tung thành công Quy, combo vào liên tục đánh thương tốc biến né đi. Bảy bật cho mình cái băng xương, trụ bắn lên một phát nữa đủ đam không đây? Nó là vừa đủ đam luôn anh em à. Một pha outplay đến từ mình rồi, thành công hạ gục được Quy. Và sau đó thì ở phía đường mid này sao đây? Aoi đang liên tục là đu vào Arthur rồi, có vẻ như anh chàng Arthur này cũng sẽ lên bảng thôi. Nhưng sau đó thì cũng thành công lấy được cái mạng của Aoi. Quả này thì Erin cũng đã lỗ sai ở mid rồi, cho nên là chắc chắn là mình cũng sẽ cần phải làm luôn cái trụ top này nha anh em. Không ai có thể ngăn cản mình lấy cái trụ top này được rồi, mặc dù mình chỉ còn 100 máu thôi. Và sau khi đã lấy xong cái trụ top thì mình cũng quyết định là về ăn cục máu và ở lại đẩy thêm một tên lính nữa anh em à. Pha này mình chưa có xỉu hết chiêu vội tại vì chưa thấy sai của Quy. Và khi mà Quy đã lộ sai ở mid rồi mình mới xỉu hết chiêu, ai ngờ đâu còn có thêm ai hỏi ở đây nữa anh em à. Quả này thì mình không trông mong điều gì nữa rồi, mình cứ tưởng mình đã lên bảy điểm số nhưng không anh em ơi. Mình thành công outplay được Aoi trong pha này. Ôi thật sự là bất ngờ luôn đấy anh em. Chính mình còn bất ngờ mà. Cứ nghĩ là pha này chắc chắn là mình lên dĩa rồi. Ai ngờ đâu thì đó là một pha outplay thành công được Aoi. Quá tuyệt vời luôn. Và sau khi đã biến với hồi máu xong thì bất ngờ là mình vừa mới đi di chuyển lên lane luôn anh em mà Quy lại xuất hiện ở đây mà bắt được UE rồi. Không, chính xác là bắt không có được anh em. Đó, UE cũng tương đối là may mắn. Ok, thành công có được cái mạng của Quy rồi. Và tình huống tiếp theo này thì mình thấy rằng Elsu đã hết ulti ấy. Và trước đó thì tay mình cũng có con là Elsu mất tóc. Là mất tóc dữ chưa? Là mất tóc biến dữ chưa? Đó, tay mình cũng có con là Elsu đã bị mất tóc rồi nên mình mới tự tin lao lên combo trong pha đó anh em mà. Cái rốt cuộc Elsu tóc biến qua tường cái rộp luôn. Pha này cũng khiến cho mình bất ngờ nha. Ở tay mình report láo thật sự ạ. Và sau khi đã hồi sinh trở ra thêm một lần nữa này thì bây giờ mình đang có một tình huống núp bụi ở đây. Tay bạn đang muốn ép mid này mà. Mình sẽ chờ cho bất kỳ một chủ lực nào bên phía đối phương lên tương đối là cao đây. Pha này để Elsu lên tương đối là cao rồi này. Mình chưa một tốc biến là mình combo thẳng với Elsu, thành công hạ gục Elsu rồi. Và liên tục là bật cái đao xanh lên, miệng không chế đã Quy không phải đấm mình. Tình huống này thì tay mình đã lời với một pha combat thành công hạ gục hai thành viên bên phía đối phương. Và sau pha đó thì mình lại biến về máu tiếp. Jaina đánh Jaina nói chung là không có khả năng hồi phục anh em ơi. Cứ liên tục là phải biến về như vậy đó. Giờ đang có Quy ở đây mình thành công ăn được cái mạng của Quy này. Vẫn còn đang kẹt lại đó là Aoi. Tuy nhiên Aoi khá là cơ động, chúng ta phải nên về thôi. Bởi vì là tên bạn cũng đã lên tới nơi để mà có thể cover Aoi trong tình huống đó rồi. Tình huống tiếp theo này thì mình vào trong cái bụi này mình núp anh em mà. Đó, tầm này thì cái bụi này núp sẽ không quá đẹp. Tuy nhiên đang có cái con quái này ấy. Nếu như mà rừng tay bạn là top, tay bạn muốn ăn đây rồi. Vừa nói luôn anh em ơi thì một phát bắt được Aoi trong tình huống này và tạo đột biến rồi. Và thành công có được cái mạng của Aoi. Và ở phía bên này thì sao đây? Có vẻ như là Arthur đang muốn đánh anh em mà. Arthur ulti lên mình chiêu một tốc biến bắt thẳng vào Elsu, hắc não thành công Elsu rồi. Và đổi dạng mình miệng không chế được Quy không thể đấm mình. Sau đó mình đẩy được Erin cùng với cả đó là Ten về nữa. Một pha combat thực sự là quá hủy diệt đến từ tay mình. Hạ gục được 4 thành viên và bây giờ tay bạn chỉ còn mỗi một mình Quy thôi. Thì làm sao Quy có thể đép được trong pha này đây? Chắc chắn rằng cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc ở đây với một cái chiến thắng dành cho mình nha anh em ơi. Quá tuyệt vời.
Trận này thì đầu game nói chung là cũng hơi mệt chút xíu, tại tay bạn đã chăm sóc mình quá mà anh em ơi. Nhưng mà từ từ thì mình cũng đã lấy lại hết tất cả rồi. Đấy. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo này nha anh em ơi. Trận này lại tiếp tục là Quy thôi. Mình bích Quy để có thể khắc chế đi được con Urat cùng với cả La Oi bên phía tên bạn. Tuy nhiên thì con Quy này gặp con Grat hơi mệt chút xíu nha anh em. Nói chung á là con Quy này gặp bất kỳ một vị tướng nào bên phía đối phương mà nó nhiều hiệu ứng khống chế thì đều sợ cả nha. Murat ở đầu game thì nói chung solo cũng khá là mạnh đó. Tuy nhiên thì thanh niên này có vẻ như khá là tự tin luôn anh em mà. Mình đại lính này và mình lên level 2 trước. Sau đó một pha lên chiều kia chiều 1, đấm hai cái, thế là thành công có mạng của Murat thôi. Và kể cả pha đó thì Murat có tốc biến chạy đi thì mình cũng sẽ tốc biến theo mình hạ gục nha. Đó, nói chung khởi đầu khá là thuận lợi rồi. Giờ mình sẽ tiếp ăn cái con cua này. Có lợi thế thì anh em cứ cố gắng anh em farm thôi. Thanh niên Aoi đang muốn ăn cái con dơi kia rồi. Trời ơi, đấm hụt cái nữa kìa. Cố lên em ơi, ăn được con dơi này. Ôi, không ăn được dơi luôn, tiếc vậy. Rõ ràng là có lợi thế về người anh em à. Tuy nhiên là không ăn được cái con dơi đó, khá là tiếc luôn. Và khoảng tầm 1 phút sau đó thì bây giờ mình cũng đã đẩy xong lính và lên level 4 rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ lại lên di chuyển lên trên đường rồng để hỗ trợ tay băng rồng thôi. Và một pha chiêu một tốc biến ulti vào Aoi, khiến cho Aoi còn chưa kịp làm gì mà ta lên bài điểm số rồi. Grat bị xích lại thôi thì lụm mạng luôn Grat chứ sao nữa anh em ơi. Giờ thì chúng ta lại trở về cái lane nha anh em. Đấy, di chuyển lên hỗ trợ tem thế thôi, lấy lợi thế. Nói chung thì cái mức ranh này từng cái lợi thế nhỏ nó quan trọng lắm anh em ạ. Nên cứ cố gắng là chúng ta lấy đường đánh cá nhân quá làm gì. Mình có thể ở lại đây mình farm lính mà ăn quái, ăn cua quá chờ tài nguyên luôn nè anh em ơi. Tuy nhiên thì mình sẽ lựa chọn lên đó lấy lợi thế cho team nó ok hơn. Giờ thì vào trong cái bụi này núp nha, để chờ xem là Murat có đi ngang qua đây là không. Đây rồi, Murat đang lộ sai đây rồi. Combo thẳng vào Murat luôn anh em ạ. Đây ơi, lụm kẹo, ulti trời ơi. Hơi tiếc anh em ạ. Quả đó thì ngay lúc mình ulti thì cũng là lúc mà Murat lặn chiêu 2 xuống luôn, né thành công cái ulti của mình. Tiếc vậy ta. Ui, giờ thì đang có thêm cả Grat nữa, một pha chạy thôi anh em à. Mình sẽ chạy thẳng luôn nha, trời ơi. Quả này thì mình định chạy thẳng, mình không có giật về một nhịp anh em. Thường giật về một nhịp là rất là dễ bị bắt bài ấy. Cho nên mình định chạy thẳng luôn. Tại vì ranh này hay có kiểu là giật về một nhịp, nên là mình sợ bị hắc não ấy. Ai ngờ đâu mình overthinking quá rồi. Ui, ông em xích được ít ghi kìa. Thôi lụm đi. Lily, ui trời ơi, Lily xài chui hụt hết luôn Lily ơi. Vậy là hỏng rồi. Không sao, nói chung kết quả nó vẫn đúng là được rồi. Ai quan tâm đến quá trình đâu anh em, người ta toàn quan tâm đến kết quả không à. Ok, vừa đẩy lính ở phía dưới top xong. Ôi đây, trời ơi, còn băng xương nữa Murat. Ông lắm trò ghê, băng xương với chúng tôi này. Rồi mình sẽ hất Grat để Grat ngắt đi được cái ulti Grat nha. Bật cho mình băng xương lên. Đó anh em xem thấy không? Rất là khó chịu luôn. Đấm liên tục, đấm này. Ui và mình vẫn sống trong pha này anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Như anh em thấy vừa rồi đó thì gặp mấy con nhiều khống chế thật sự rất là khó chịu cho Quy luôn. Nói chung thì tên bè mà nhiều khống chế thì mình cũng sẽ hạn chế là bích Quy. Nhưng mà nếu mà khắc chế được những con như là con Murat này và con Aoi thì mình sẽ bích Quy nha. Đó, pha này mà hắc não của Aoi thành công rồi này anh em ơi. Tuy nhiên thì mình cũng liệm luôn rồi. Murat nó ra thế này làm sao đỡ được anh em. Ok, và hồi sinh trở ra thêm một lần nữa này. Đây, góc này khá là đẹp để mình bọc đầu nha. Đây, một pha chiêu một tốc biến ulti vào. Rồi đấm được ít ghi cùng với cả Aoi vào trong tường rồi. Tuy nhiên Aoi chạy đi quá nhanh anh em ơi. Chúng ta chỉ có thể là hạ gục ít ghi thôi. Nhưng mà không sao. Ăn được một màn chủ lực bên phía đối phương là ngon rồi. Giờ thì mình sẽ ép với những con lính tiên phong cây xanh không? Giờ ăn con tà thần ngon hơn anh em. Nên lui về một nhịp sau đó ăn con tà thần này rồi ép sau, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và sau khi đã ăn xong con tà thần cây sau bóng tối thì tay mình cũng đã ép và lấy được trụ đường lên siêu cấp ở đường rồng của tay bạn. Cũng như là đường mít thì lấy trước đó rồi anh em mà. Quả này tay mình đang đánh nhau bên phía bên kia, mình sẽ để lính lên rồng này vào. Và sau đó mới làm một pha bọc đầu áp lực nha anh em ơi. Đây. Từ. Ui ôi. Yếu máu không nè anh em ơi, yếu máu không thì phải lụm thôi. Trời ơi tiếc vậy, nhưng mà nghĩ thì tốc biến chạy đi được. Này thì tốc biến với chúng tôi có nhưng mà có double kill. Rồi xong luôn, giờ còn mỗi Aoi thôi anh em ơi, còn mỗi Aoi làm sao mà đỡ được đây. Và cái trận đấu này nó cũng kết thúc tại đây rồi, khá là chóng vánh luôn anh em ơi. Trận này nói chung kết thúc cũng khá là nhanh, với một cái chiến thắng nhanh cho mình rồi. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình sẽ chơi cho mình con bài Richter nha anh em ơi. Richter thì kiểu mình không có thích chơi skin SS cho lắm ấy. Còn Richter skin SS mình cứ thấy như thế nào anh em. Cái skin gì mà Richter Susano gì đó, mình chỉ thích chơi một là Richter bậc A, hai là bậc S cộng thôi, cái thống soái kháng chiến gì đó anh em. Đó, chứ mình không có thích chơi mấy con Richter bậc S, 2S đó đâu. Cảm giác nhìn nó không có lực anh em à. Mượt thì cũng có mượt mà nó không có lực cho lắm ấy. Thích chơi skin kiểu này hơn. Nhìn nó mạnh đúng không anh em? Mình cảm giác nhìn như thế này nó mạnh hơn rất là nhiều luôn ấy. Kèo của mình trong trận đấu này thì là kèo Ri. Nói chung kèo Iri này, đầu game Iri không có cửa với Richter được rồi anh em ơi. Phải tầm cuối game cơ, đó thì Iri mới quýnh lại được con Richter này nha. Chứ còn giai đoạn đầu với giữa game thì Iri sẽ không có cửa được rồi. Lì này. Rồi vẫn lì à, thanh niên này vẫn quyết định là lì anh em à. Lì pha này xác định lên dĩa rồi chứ còn đâu. Ô, ráng đánh quá vậy. Quả này sao Iri không chạy đi đúng không anh em?
qua đây Airy mà chạy đi thì cũng ngẫm thôi. Tại vì ngay lúc chiêu một của mình hồi thì Airy cũng sẽ phải lên bảy số, nên bạn ấy biết được rằng cái điều đó anh em, bạn ấy cố gắng lên level 2 rồi cố gắng chạy là sao đó mình không biết. Chiêu một tóc biến ngon quá, đây mình hy sinh cái tóc biến mình KS luôn con dơ anh em mà, nên thấy mình đánh mình đánh gọi là chiến không. À, Airy này, Airy em quyết định ở lại anh em mà. Quả này Airy thấy mình yếu máu, thanh niên này ăn hiếp mình nhưng đâu có ngờ là chị Đại đang núp ở trong bụi từ trước đó rồi anh em mà. Chạy với chúng tôi, chạy này. À, đó mình sẽ đứng đây nha, để mà mình gây phân tâm cho Airy á anh em. Wonder được không? Hồi không được hả? Khó quá vậy, khó quá vậy. Wonder chị đang mới level 3 thôi anh em mà, bảy chưa có lên cấp độ 4 ấy. Nên khá là khó đây đấy, đấy. Trời ơi, đấy. Cay vậy. Rất là khó luôn anh em mà. Có Airy nó kịp đánh thường một cái ấy, để nó hồi lại một lượng máu, chứ không một pha đó mình chắc chắn mình lượm được Airy rồi. Hơi tí chút xíu. Và biến với hồi máu xong thì tên bạn nó cũng đã ăn xong con rồng rồi anh em ơi, ăn rất là nhanh luôn. Từ từ đây, đây lấy thành công cái nội tại bụi này, đá hay te này. Ok, ôi ôi đá lần chu hai nó hay te nó né được mất tiêu rồi anh em à. Lúc chu hai đi nó né ấy. Từ từ nha, đây, đây mình sẽ lấy nội tại xong anh em à. Quả này nội tại xong nó sẽ ngon hơn nội tại bụi. Ok, thành công hạ Gubakera rồi. Và chúng ta sẽ cần phải về thôi, rất là yêu máu anh em. Và sau khi đã biến về thì mình núp trong cái bụi này anh em mà, bất ngờ đi có vẻ như Airy phát hiện ra mình rồi hay sao ấy. Ờ mình vẫn đang núp mà. Ôi toang luôn. Quả này mình đang núp mà, không biết là cái lộ sai được khi nào chưa. Chứ mình là mình không lộ sai rồi anh em mà. Thanh niên Airy tiện lao thẳng vào có thêm ít ghi nữa. Chắc là một pha lộ sai thôi anh em ơi. Ok và hồi sinh rõ ra này, bây giờ đang có ít ghi khá là yêu máu luôn, lụm đi chứ còn gì nữa anh em ơi. Đây rồi. Lúa về này. Ok lụm kẹo ít ghi này, bên kia đang còn Airy. Đánh thử một cái. Đánh thử một cái. Ok double kill anh em mà. Giờ thì đang có gỗ xưa yếu máu nữa này, mình sẽ lấy nội tại xong nha. Từ 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 từ. Đây bật ulti lên quấn luôn trong pha này anh em ơi. Lụm 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 lụm. Lụm kẹo. Ok, chạy ra trời, nó còn làm. Ôi, quả này. Quả này tiếc vậy ta. Chiêu 2 của mình còn đúng gọi là vài không phải mấy gì nữa là nó hồi rồi anh em ơi. Mà pha đó mà còn bị con người cây nó làm chậm lại một nhịp ấy. Hơi tiếc. Nói chung pha đó đáng lẽ ra sống rồi, hơi tiếc xíu anh em. Ok, bầu xin trở ra này, bây giờ Wonder đang có một góc núp khá là đẹp luôn, bảy đánh vào Hayate rồi. Hay quá, Wonder kéo khá là chuẩn xác luôn. Mình định lao ra mình quýnh Kera này, giờ Kera chạy đâu anh em? Giờ sao chạy? Thật sự là quá khó để chạy trong tình huống này luôn ấy. Úi xôi, bạn ấy đang cố gắng bảy tháo chạy kìa. Rồi then là một pha ủi đẹp luôn. Ui nhưng mà con người cây phía bên tay bạn nó ủi con đẹp hơn nữa anh em à. Nó làm một phát 4 thành viên luôn kìa. Ớn chưa? Ai bắn cái trụ mít được không? Cho mình làm một pha băng ra này. Có ai có thể bắn cái trụ mít này được không? Đây 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 đây, chưa một ui ồ, hỏng rồi anh em ơi. Không tới, xa quá. Quả thực sự là xa quá anh em à. Rồi mình thấy rồi nha, Airy đang yếu máu phía trên này anh em à, mình sẽ làm một pha bọc đầu luôn. Đây đây vào đây vào đây vào đây. Giờ team bạn thì vào đây quýnh luôn anh em ơi. Ok, lụm kẹo Airy này, bật chiêu 2 lên. Đó, bật chiêu 2 lên thì Airy khi mà đánh thường nội tại vào mình thì sẽ không được hồi máu đâu. Chắc chắn là sẽ hạ gục được Airy trong pha đó thôi. Và bây giờ thì team mình cũng đã ăn được con tần kia xe bóng tối rồi. Giờ chúng ta chắc sẽ ép nha, mình đứng trong cái góc này anh em mà mình chiêu một tóc biến là mình combo vào Hayate luôn. Tuy nhiên thì mình hắc não Hayate mà không thành anh em. Nhưng mà không sao, thôi thì team bạn nó cũng banh chành nó rồi. Là một pha mỗi con bát team bạn và không còn cái gì luôn rồi anh em mà, toàn hay hết luôn. Mỗi một mình Airy này muốn cân năm rồi. Úi xôi, múa sao mà nổi ra đây. Và chắc chắn là thì cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc tại đây với một cái chiến thắng dành cho mình thôi nha anh em ơi. Tuyệt vời. Ok và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình sẽ tiếp tục là đánh quy nha. Ôi có vẻ như là video ngày hôm nay đánh quy khá là nhiều anh em nhỉ. Cơ bản thì kiểu bên kia toàn là AOI ấy, với lại là những cái công bài đi top mà mình có thể khắc chế được. Cho nên một công đôi việc, mình vừa khắc chế được rừng cùng với cả là vừa khắc chế được top tên bạn. Tại sao mình không bích quy đúng không anh em ơi? Mặc dù quy thì nó thiên hướng là một vị tướng tiền đề hơn là một vị tướng gánh tem. Để đánh quy rồi thì xác định là chỉ có cống hiến cho tem thôi anh em mà, chứ rất là khó để mà gánh được cái tem. Và trận này thì mình đi kèo cùng với cả là Ciara cầm cho mình con bài Ryoma. Ở đây có anh em nào biết Ciara không nhờ? Ciara là của Flash đó anh em. Đó, thần nồng Flash ấy. Nói chung mình đi với mấy ông tướng này mình cũng hơi ngộp chút xíu. Đi mấy ông tuyển thủ ngộp lắm anh em ơi. Anh em cũng biết rồi đó. Đó, đặt anh em vào mình thì cũng biết rồi đó. Cực kỳ là ngộp luôn. Và có vẻ như là bây giờ AOI cùng với cả là Ryoma đang muốn ăn cho mình con thần hay là sao đây. Khi mà quyết định là xuống đây hỗ trợ cho Ryoma để lên trước và di chuyển trước. Vậy thì mình sẽ vào trong cái bụi cái góc này nè em ơi. Để nếu như mà cặp đôi top với rừng tây bạn con tàu thần thì mình sẽ đây vừa nói luôn này mà đúng y chang luôn này. Đây rồi một pha chiêu một tóc biến combo thẳng AOI cùng với cả Ryoma và trong tương thanh công hạ gục được AOI rồi. Vẫn còn đó là Ryoma, trời con tàu thần này hất tung mình lên khó chịu thế. Mày quá, vẫn hạ gục được Ryoma này mà. Và sau đó thì con tàu thần Kesa bóng tối này không, con tàu thần Kesa của bắp thần này vẫn dành cho tay mình đầu game ăn được vừa con rồng mà cũng vừa ăn được con tàu thần luôn. Quá đẹp, mình còn cân đôi nữa chứ.
Và Aoi vừa hồi sinh trở ra thôi thì mình lại có pha núp bụi bắt Aoi trong tình huống này anh em à. Thành công hạ gục được Aoi rồi. Rồi là lấy rất là nhiều lợi thế luôn rồi đấy. Bây giờ chúng ta làm luôn con Blue này chứ còn gì nữa anh em. Đây Aoi muốn đu vào đây. Mình ngắm thẳng ra này mà rồi. Song Long gì trở ra thì bị mình bắt cái đường rồi. Mình đón cái đầu rồi. Quả này mình đang định là cover cho Elendor khi bị Aoi nhảy vào anh em à. Đó, thành công giúp cho Elendor chạy thoát và còn hạ gục được Aoi nữa. Quá tuyệt vời luôn. Và tình huống tiếp theo là mình đang định vào trong bụi mít này, mình núp anh em bất ngờ có Ryoma này, mình combo thẳng với Ryoma luôn, tóc biến phía bên kia tường. Ryoma tóc biến chạy đi nhưng mình vẫn có thể đấm được vào Ryoma và thành công có được mạng thứ 5 trong trận đấu này rồi. Và nhiều anh em hỏi là tại sao mà mình đánh quy đa mình to vậy? Thì bởi vì là mình lên cái thương xuyên phá đầu tiên anh em, chứ không phải là mình lên cái thương long. Lên thương long thì nó sẽ giảm khoảng tầm 30% ram giai đoạn đầu game. Đó, tuy nhiên thì thương long nó bù lại có chỉ số hồi chiêu, có thêm chỉ số máu nữa. Nhưng mà mình đánh quy lên thương xuyên phá quen rồi anh em. Cho nên mình toàn là lên thương xuyên phá cho quy thôi. Về vào trong cái rừng tay bạn cướp luôn con Blue này anh em à, và combo thẳng vào Ryoma đó anh em xem thì đam cực kỳ là to luôn. Tầm này Ryoma hết chạy rồi. Ok, có được các bạn Ryoma tiếp tục. Như anh em xem mình gây được rất là nhiều áp lực lên đường top luôn. Gây rất là nhiều luôn ấy, kể cả là gây áp lực vào rừng tay bạn nữa chứ. Tuy nhiên thì team mình cứ gọi là vứt đi hết tất cả những cái lợi thế mà mình mang về luôn anh em mà. Từ nãy tới giờ team mình cứ liên tục gọi là cứ chết lẻ vậy đó anh em ơi đó. Và ở mid thì ông Yuan ông lại ngủm rồi. Cứ như vậy làm sao mình đỡ nổi đây. Bao nhiêu lợi thế lấy về, công cốc hết rồi anh em à. Mất luôn con tàu thần Kesa. Và bây giờ thì cặp AD tay mạng chỉ việc ép thôi. Pha này Kress đang đứng khá là gần Swat ấy, mình không có dám combo. Combo là bị con Kress nó ngắt liền anh em à. Cho nên thì mình không có dám combo thật nhanh. Khi nào mà nó cách xa một cái khoảng cách nó đủ ấy, anh em đó, thì mình sẽ làm mình combo Swat thật là nhanh luôn này. Đây rồi, giống pha này mà đấm được vào thêm Kress vào tường rồi ấy, không chế thanh niên Kress này. Thế là combo được Swat. Tại vì nếu như mình không làm nhanh tay ấy thì Swat nó sẽ kịp bật Q2 lên và nó ulti, thậm chí nó outplay được luôn cả mình. Là bắt buộc mình phải nhanh tay hoặc là mình choáng được Kress nữa. Và bây giờ thì cũng đã là phút thứ 8 rồi khi mà con thần gây xe bóng tối nó xuất hiện này. Ui anh em ơi, ăn con thần xong rồi sủi nè, từ từ chung tóc biến. Ui quả này bấm hụt tóc biến nó rồi. Dạo này không có đánh quy quá nhiều anh em ơi, thằng đứa đây có bấm hụt tóc biến không à. Toan mình rồi. Ui hai cục được mít thấy bạn không, trời ơi tiếc vậy. Quả mình kịp xài thêm cái chu 2 là ngon anh em ơi. Dạo này mình đánh quy rất là ít luôn ấy, nên giờ đánh lại cứ hay bị bấm hụt cái tóc biến, lạ thật sự. Và hồi sinh trở ra này thì team mình lại tiếp tục là lỗi rồi khi mà Yue, Ten cùng với cả là Elsu cũng đã lên bảng rồi. Giờ chỉ còn mỗi mình thôi, mình cứ giả vờ đánh Kress anh em. Sớm mình lao qua thật là nhanh vào vị trí của Ghi, mình hạ gục thành công Ghi rồi. Nhưng mà pha này mình nên chạy thôi khi mình đã hết chiêu, hết tóc biến. Cũng như là team bạn tới rất là đông, bắt buộc là chúng ta phải lui về thôi. Ở ra này chỉ cần lỗi một pha là chúng ta bay hết lợi thế liền anh em à. Team mình rồi xong, ông Elendor lại làm cái gì thế này. Pha này mình tóc biến vào phía bên này tường, tuy nhiên mình chỉ hạ gục được mỗi Swat thôi. Không làm gì được hơn anh em à. Và hồi sinh trở ra thêm lần nữa thì bây giờ mình đang núp ở trong cái bụi này. Hy vọng là Kress sẽ không chết được cái bụi này anh em ơi. Và có vẻ như tên bạn đang muốn ăn đi cái con rồng rồi. Vẫn chưa ai phát hiện ra mình anh em ơi. Sẽ là một pha bắt được Aoi là không đây. Đây rồi, lụm kẹo Aoi luôn anh em ơi. Ok, thành công lấy được cái mạng của Aoi rồi. Và chúng ta sẽ còn phải set up ăn cái con rồng này nha. Khi mà Elendor được hồi sinh ra anh em à. Chỉ cần tên mình đừng lỗi là đẹp. Đừng có ai lỗi hết. Và sau khi đã ăn xong con rồng thì khoảng tầm 2 phút sau đó con tàu thần cây xe bảo chúa nó cũng đã xuất hiện rồi. Và tay mình cũng đã bắt lẻ được Kress anh em. Bây giờ chúng ta ăn luôn con tàu thần ngay rồi lúc vui thôi. Elsu ơi vào đây phụ đam mình nè. Đó, đừng ra ngoài đó làm gì tùm lum tùm la nữa. Đó, ăn xong con thần là chúng ta rút lui rồi, chúng ta ép là đẹp rồi. Ok về thôi. Nhưng mà ở phía bên kia thì Ten ông lại quyết định không về. Ông làm cái gì ở ngoài này ấy, anh em à. Thật sự rất là khó hiểu luôn. Vậy thì tay mình ăn được con tàu thần này một hồi, tay bạn ấy chỉ cần dọn thôi là xong rồi. Đâu có cần làm gì nữa đâu anh em. Dẫu một hồi là cũng sẽ hết lính tiên phong Kesa thôi. Và tay mình hết bùa. Coi như là chưa ăn được con tà thần này luôn. Và bây giờ đang là một pha núp bụi đến từ mình này. Ui bị Kress thủy thần rồi. Swat ulti ịn vào mình, tóc biến lên mình đấm thành công hạ gục được Swat. Nhưng mà quả này chả hiểu sao ulti của mình lại hụt luôn anh em à. Mất luôn cái ulti luôn. Nhưng mà mình qua mình đấm mít tay bạn một thiếu, gọi là thiếu một xíu máu nữa thôi anh em. Chưa may mắn. Pha đó thì chưa được may mắn thực sự luôn. Nhờ phía dưới này thì tay mình cũng đã thành công hạ gục được đó là Aoi rồi. Tuy nhiên là Elsu tay mình lại lên 7 điểm số anh em ơi. Thế trận liên tục giằng co như thế này. Và khoảng tầm 3 phút sau đó thì con tàu thần cây xe bảo chú tiếp theo nó lại xuất hiện rồi. Và Quy tầm cuối game mà không có tóc biến thực sự rất yếu luôn. Phải có những cái pha núp bụi bất ngờ anh em mà. Quả này một cái góc đánh cực kỳ khó dành cho mình. Phía bên này thì rừng tay mình đã bị Ryoma bắt rồi. Mình đang định núp ở trong cái bụi này mình chờ tới anh em mà, nhưng mà nhìn vào lượng máu con từng cái xe bảo chú mình ra, mình cố gắng mình đấm hạ cũng như không hạ gục được anh em à. Tới mình bán giáp hồi sinh mình lên liền, mình cố gắng làm một cái điều gì đó, thực sự nó quá khó, không làm gì được nữa rồi. Và bây giờ thì chỉ còn mỗi mình Elsu cùng với cả Yue thôi. Elsu là một điểm số và đúng nghĩa là bây giờ một mình Yue cân năm đó anh em ơi. Thôi thì Yue cũng sẽ lên bảng trong pha này thôi, quét sạch và tay mình bị quét sạch. Một trận đấu thì mình cũng đã cố gắng gọi là đầu game đánh khá là tốt rồi anh em ơi, nhưng mà
con Quy mà, chấp nhận thôi. Quy thì không phải là một tướng gánh tem đâu anh em, nó là một tướng tiền rệ. Ok, và trận đấu kết thúc, đồng nghĩa với là mình cũng xin phép anh em được kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em cảm thấy video này hay á, mình mong là anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình em nhé.